Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Vô Ưu. Bỏng gạo là món ăn vặt gắn liền với nhiều thế hệ tuổi thơ vùng nông thôn Việt Nam. Bỏng gạo đặc biệt bởi món ăn này ít khi bán sẵn ở hàng quán. Người muốn ăn phải tự chuẩn bị gạo, ngô, đỗ, đường hay một số nguyên liệu khác tùy khẩu vị của mỗi người, mang đến cơ sở có máy để nổ bỏng. Đối với trẻ con ngày xưa, có khi mỗi đứa góp một loại nguyên liệu, lệ quên mỗi người một vài nghìn rồi tụng năm, tụng ba, ríu rít như đàn chim sẻ, khoác tay nhau cùng đi nổ bỏng. Có thể, chính vì khâu chuẩn bị như vậy, lại là lý do món bỏng gạo luôn gắn liền với ký ức tuổi thơ của mỗi người. Tỷ lệ nghịch với sự phát triển của xã hội, hình ảnh của những cơ sở nổ bỏng gần như biến mất từ lúc nào không ai biết. Đặc biệt đối với trẻ con thành phố hiện nay, hiếm có cơ hội để biết đến món ăn vặt mùi vị thế nào, cảm giác tranh nhau đến vỡ vụn ống bỏng ra sao, hay lấy bỏng ra làm ống nhòm, làm gậy tôm ngộ không, đồ long đao, vân vân. Mời các bạn theo dõi video để cùng cảm nhận lại hương vị tuổi thơ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy like, subscribe và để lại bình luận để những video tiếp theo của Vô Ưu được hoàn thiện hơn nhé. Chúc các bạn vui vẻ, luôn ngập tràn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.